Ngày 8 tháng 12, Công an phường 5 quận Gò Vấp đã lập hồ sơ theo trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản trên địa bàn. Theo đó, nạn nhân là anh VHA, 20 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp. Diễn biến vụ trộm cũng được camera an ninh ghi lại. Theo hình ảnh, khoảng 19 giờ 34 phút ngày 4 tháng 12, anh A mở cửa căn nhà trong hẻm đường Phan Văn Trị để ra đầu đường mua thuốc. Tuy nhiên, do vội vã, anh A đã không đóng cửa chính. Sau khi anh A rời đi, hai nam thanh niên đi xe máy đến trước nhà, một người cảnh giới, người còn lại đi vào hầm xe. Nam thanh niên lấy chiếc xe SH ở dưới hầm rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Theo anh A, tài sản là chiếc xe SH Ý trị giá lúc mua là khoảng 300 triệu đồng. Anh A cho biết, thời điểm trên mình chạy xe ra đầu hẻm, cách nhà khoảng 100m để mua thuốc và chủ quan không đóng cửa vì trên tầng 1 vẫn có rất đông người làm. Tôi vừa đi khoảng 1 phút là hai thanh niên nói trên đã có mặt lấy xe. Họ lấy nhanh như vậy vì trên xe có sẵn chìa khóa và giấy tờ xe cũng đã trong cốp, anh A nói. Hiện vụ việc đang được Công an quận Gò Vấp điều tra làm rõ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.